tế VTB Cup Stone Hoa Sen với tổng lộ trình lên đến 1.618 km, 12 đội đua, trong đó lần đầu tiên có 5 đội quốc tế tham dự, sẽ tranh tài trên những cung đường đẹp nhất Việt Nam. Kỷ lục mới về số tiền thưởng lên đến 1.180.000.000 đồng. Giải xe đạp quốc tế VTB Cup Stone Hoa Sen 2017 vòng quay lan tỏa. Ống kẽm Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.